Xin chào mọi người, tôi là Neo. Và hôm nay tôi muốn nói với các bạn một vài thông tin về màu. Đây là một hộp màu nước mà tôi vừa mới mua. Đây là một hộp màu có một cái giá rất là bình thường. Và các bạn có thể mua nó để có những trải nghiệm đầu tiên đối với màu nước. Thì một hộp màu nước thường nó sẽ có từ 6 cho đến 12 màu. Thì trong đó có 3 màu cơ bản, đó chính là màu đỏ, màu xanh lam và màu vàng. Đây là ba màu cơ bản hay còn gọi là ba màu chính. Thì với ba màu này thì các bạn có thể pha ra tất cả những màu mà mình mong muốn, và dĩ nhiên phải có sự hỗ trợ giữa của hai màu khác, đó chính là màu đỏ, đó là màu đen và màu trắng. Màu đen với màu trắng thì nó sẽ giúp cho những cái màu mà từ màu cơ bản pha ra nó sẽ có nhiều cái sắc độ đậm nhạt phong phú. Tuy nhiên tôi muốn chia sẻ thêm, đó chính là màu trắng và màu đen nó không được gọi là màu ha. Trong hội họa thì trắng đen không được gọi là màu, mà nó được xem là một cái chất bổ trợ để có thể pha trộn vào những cái màu sắc của chúng ta để giúp cho nó có độ sáng hơn hoặc là tối hơn. Chúng ta chỉ tạm gọi nó là màu thôi, nhưng mà nó không được xem là màu. Nói đến đây có lẽ là các bạn sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, là bởi vì trong các tác phẩm hội họa có đôi khi các bạn thấy nó có màu đen và màu trắng, chẳng hạn như màu đen của bóng cây hay là màu trắng của ánh nắng. Thì tuy nhiên thì Cường xin được giải thích như thế này. Thì trong hội họa chúng ta vẫn thấy có màu đen màu trắng, nhưng thực chất ra nó không phải là màu thuần đen và thuần trắng. Chẳng hạn như màu của bóng cây có màu đen, và tuy nhiên thì cái màu đen đó, nếu các bạn quan sát kỹ, nó sẽ không phải là màu đen thuần túy mà nó có những cái sắc màu trong đó. Chẳng hạn như là có một chút sắc xanh, hay là một chút sắc nâu, hay là một chút sắc đỏ, sắc xanh ở bên trong cái màu đen đó. Nhưng vì nó quá tối cho nên các bạn nghĩ nó là màu đen. Và tương tự thì đối với màu trắng cũng vậy. Chúng ta thấy có một bức tranh phong cảnh có ánh nắng màu trắng. Tuy nhiên thì do cái hiệu ứng của các màu sắc tương tác với nhau, nó đánh lừa thị giác của chúng ta. Nó làm cho chúng ta ngỡ đó là ánh nắng trắng, tuy nhiên thì nó không phải là màu trắng thuần túy, mà bên trong đó nó có ửng vàng, ửng xanh, ửng đỏ, ửng cam. Nó tùy theo những cái màu đi liền kề nó là màu gì mà họa sĩ có thể là pha trộn cái màu trắng đó cho nó phù hợp. Nếu như các bạn có thể mang cái màu trắng của ánh nắng đó mà để ra ngoài một cái nền giấy trắng hoàn toàn, thì các bạn sẽ thấy rõ được rằng cái màu đó nó mang cái sắc màu gì ở trong đó. Cái màu trắng đó nó mang cái sắc màu gì ở trong đó. Và bên cạnh những cái màu cơ bản và trắng đen, thì ở trong hộp màu mà chúng ta mua thường nó sẽ có những cái màu được pha sẵn, chẳng hạn như màu xanh lục nè, hay là màu xanh dương đậm nè, hay là màu tím nè, màu hồng, màu nâu, màu xanh lục chuối và màu cam. Đây là những cái màu mà rất là thường sử dụng trong cuộc sống cũng như là trong vẽ tranh. Như ban đầu đã nói thì ba màu cơ bản vẫn có thể pha ra được những màu này. Tuy nhiên có một cái điều mà Cường cảm thấy rất là thú vị ở trong những cái hộp màu mà có màu pha sẵn là như thế này. Cái màu mà do cái nơi sản xuất người ta tự pha ra, nó sẽ có một cái sắc rất là đặc biệt. Mà cái sắc màu này các bạn rất là khó để có thể pha từ những màu cơ bản của chính nó. Bởi vì cho nên là nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái điều kiện để chúng ta pha trộn màu nó phong phú và đa dạng hơn. Chẳng hạn như cái màu hồng này, các bạn nhìn, cái màu hồng này nó rất là tươi. Và để pha được cái màu hồng này thì sẽ rất là khó khăn. Thậm chí là Cường nghĩ là không thể pha được với những màu cơ bản của chính nó đã có sẵn. Và cái sắc hồng này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ hội để chúng ta pha trộn ra thành nhiều những cái màu rất là độc đáo. Tương tự thì với màu cam, màu nâu, màu xanh đều như vậy.